em xin giới thiệu, đây là dàn trung model là Aiwa XG-V210. Dàn này bị lỗi CD nên mình nghe nhạc qua điện thoại, TV, máy tính, qua ngõ AUX 2 đầu AV ra 3.5. Và dàn này đặc biệt là radio AM/FM Bắc Full Đài Việt Nam, FM là 108. Mình chỉ cần cắm anten vào là mình nghe được radio. Trên dàn này mình có thể chỉnh được bass 3 mức độ, chỉnh chế độ equalizer là rock, bóp, xa. Tay bass em đã tăng lên mức số 3 và chế độ equalizer em chọn là bóp. Chỉnh chế độ tê bát 3 mức nè, em đang chọn mức số 3 và chế độ equalizer nên chất lượng âm thanh rất là hay, dễ dàng phù hợp với cái thể loại nhạc, với cái bài hát mình đang nghe. Lo theo dàn 3 đường tiếng, bát em đo phía trong là 16, mình đo full như vậy là ra tới 18 luôn. Chiều cao của lo là 35 cm, chiều ngang của cả bộ dàn là 70 cm. Dàn to đùng và hoành tráng nên mình có thể để trưng bày và sử dụng cho phòng khách tầm 25 đến 30 m². Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 2.2. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn thì liên hệ em. Đây là ngõ ao ít kết nối điện thoại, TV, máy tính. Công suất âm ly là 40W và công suất lo là 60W trên cặp lo. Bass khá to để mình sử dụng để nghe nhạc vàng, nhạc trẻ, nhạc đen. Đây, cái này là bộ dây vận chuyển thôi nha. Đây là tay phải, đây là lo bên tay trái, tổng thể cả bộ dàn. Bây giờ em quay ra mặt trước, mình cùng nghe một đoạn clip test nữa rồi em test nhạc đen cho các anh tham khảo nha. Tự một bộ dàn trung to đùng chất lượng như vậy, bát rất là to mà em bán chỉ 1,5 triệu thì các anh thấy như nào? Rẻ hơn dàn mini luôn. Đương nhiên dàn trung nó phải nghe hay hơn và to hơn dàn mini rồi. Mà giá bán á, em chỉ bán rẻ hơn dàn mini như vậy thì rất đáng để mình cân nhắc sở hữu một bộ dàn này về để nghe nhạc nha. Em sẽ test một đoạn nhạc sôi động cho mình tham khảo luôn. Rồi em kết thúc clip test. Em xin nhắc lại, hàng nội địa Nhật chạy điện 100V nha.